Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là cái biểu thị cái giá của đồng Bitcoin. Các bạn có thể nhìn thấy đây, giá Bitcoin ở thời điểm này thì nó đang ở cái mức đây 4.011,90 đô la cho một Bitcoin. Thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình là anh ơi, thời điểm này có thể lên ôm vào được chưa? Vì giá Bitcoin em cảm thấy là nó đang lên. Và một số bạn thì lại bảo là tầm 4.000 thì em có thể bán ra được không, vì em nó mua nó từ tầm 3.700 hoặc là 3.600 ấy. Có nghĩa bạn mua vào từ 3.700 3.600 thì có tầm này có thể mua vào hay bán ra được không anh? Ok, thêm nữa là có một ngoài đồng này thì các bạn cũng quan tâm rất nhiều là đồng ETH nữa cơ. Thực ra mình chỉ muốn ngắm ở hai cái hàng ETH và Bitcoin thôi, vì mình thực ra về cá nhân mình thích cái những đồng coin truyền thống như kiểu này hơn, vì dù sao là nó cũng giống như kiểu là Bitcoin thì nó giống như kiểu là đô la đó. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có trong vòng một tháng qua thì ETH như mình đã nói là thời kỳ nó lên 1.000 6.000 này. Ở cái thời điểm đấy mình đã từng làm video, ở thời điểm này mình đã từng làm video cho các bạn rồi, và đây có nghĩa là các bạn nhìn thấy không, có thể nhìn thấy là cái thằng Bitcoin này, nhìn các bạn có thể một tháng thì nhìn thấy sự ổn định của nó chỉ là nằm ở đây thôi, nó cũng là cái khung ấy của nó, nghĩa là cái đợt, nhưng mà cái khung của nó này không không mạnh bằng cái thằng này đâu. Cái thằng ETH này nó mới bị sự đảo chiều mạnh hơn, và thằng Bitcoin bây giờ thì gần như là nó tương đối là ổn định, các bạn có thể nhìn thấy đây cái độ, mặc dù là cũng có sóng đây, nhìn này, mặc dù cũng sóng nhưng mà cái độ ổn định của nó tốt hơn thằng ETH nhiều. Thằng ETH đang đầu đây nó sập này, các bạn nhìn nó sập này, có những lúc nó sập xuống 127 luôn. Thì cái thời điểm này mình đã bán ra rồi, cái thời điểm đấy mình đã làm riêng một clip cho các bạn rồi, và lúc lúc đấy mình bán ra chỉ ở 1.500 thôi, mình đã bán ra rồi chứ không phải là ôm đến giờ 1.600 hay nhớ cái thứ ôm được đâu. Thì hiện tại thì sau khi nó sập thì ở cái lúc clip này này mình cũng đã nói với các bạn là theo lý thuyết thì nó sẽ sập xuống khoảng độ 13.000 14.000, thì đúng là thời điểm này nó đang ổn định ở 13 14.000, thì các bạn có thể theo theo lý thuyết ấy, thì là nó sắp sẽ đảo chiều để lên rồi, nhưng mà ấy, nó ổn định ở cái quanh quanh này bây giờ nhá, bây giờ nó khoảng 11.000 à 1.438 đúng không, 138 đô một một ETH, nhưng nó sẽ có thể dập sập xuống ở cái quanh cái khoảng 120 đến 140, nói chung là nó cứ giằng co nhau ở cái đoạn đấy, nó rất là khó đoán ở đoạn giằng co nhau. Còn nếu như mà phải để vọt lên như thế này nữa thì mình cũng không biết là đoạn nào vọt lên, nhưng mà theo dự đoán của mình thì chắc chắn là nó sẽ theo kịch bản nhé, thì kịch bản ấy thì nó sẽ phải giằng co nhau ở một đoạn này, đây này các bạn có thể nhìn thấy đây, giằng co nhau ở kiểu đây này, này một 1.226 này, giằng co nhau ở 1.400, nó cứ giằng co, có nghĩa là sóng nó cứ nhấp nhô đấy. Thì cái mỗi lần pha nhô này ấy, thì các bạn phải gần như là các bạn cần phải tìm hiểu thị trường rất là nhiều, thì có những tin tức, những thứ đọc tin tức là lên có xem hay không, nhưng mà những cái thứ này ấy, mình thực ra bản chất thì mình không có thời gian theo nó đâu, bởi vì mình chỉ có thể bắt được những cơn sóng lớn thôi, có nghĩa là mình chỉ tóm những cơn sóng lớn như kiểu này này, đây sóng lớn như này, chứ còn nó cứ nhấp nhô dập dình con thình lình này thì nó rất là khó ăn. Cũng ăn được nhưng mà nó sẽ rất là mất công, thì trong cái khoảng công mình bỏ ra như vậy thì mình đi đầu tư những cái kiểu kia thì nó sẽ ngon hơn, vì cái thời điểm nó dập dình như này thì đấy, các bạn cứ thấy là nếu như bạn mua nhiều thì mới chênh nhiều, ví dụ như là nếu như bạn mua ở 1.000 hạ 127 đô nhá, thì ở đây nhá thì bạn 138 thì bạn cứ ăn cho được khoảng đây mình 7 ngày đi, 7 ngày vì đang đang đà lên mà. Ở trong vòng 7 ngày ấy, thì nó đang đà lên đúng không? Đây thì đây 131 135 thì ở đây khoảng là 139. Thì cứ cho là 131 thì ăn 8 đô một ETH, bạn mua 10 ETH thì bạn ăn 80 đô. Đấy thì bạn bỏ 100 đô ra và ăn, với ví dụ mình bảo bạn bỏ 100 đô ra nhé, thì bạn ăn khoảng độ 8 đô chẳng hạn đúng không, thì việc bỏ như thế này ấy, thì nó cũng sẽ an toàn hơn là so với việc các bạn đầu tư ở những cái web mà mình giới thiệu đấy, an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà đây là thông thường là theo lý thuyết là bạn phải bắt được cái sóng ở đoạn này thì nó mới lên ở đoạn này, nhưng mà đến thời điểm này thì bạn lại phân vân ở chỗ là có nên bán ra để cho nó xuống đây không hay là nó lại lên, thì đó lại là một câu chuyện cực kỳ là khó ấy, đâm ra thì cứ nó cứ nhấp nhô kiểu đoạn này, đâm ra chúng ta rất là khó đoán, đâm ra khi nào mà theo mình thấy thì các bạn cứ ở thời điểm này thì cũng ETH thì
hay Bitcoin thì các bạn cứ để nó ở đấy thôi, kiếm miễn phí cũng được, bởi vì nó đang ở mức độ ổn định. Phân tích thị trường khó nói lắm, tôi nói thật các ông, khó nói kinh khủng luôn. Nên ra các ông đừng có hỏi tôi, mà tôi mà biết trước được tương lai thì tôi giàu to từ lâu rồi. Thật ra những cái clip kiểu này mình rất ít khi ra mắt cho các bạn xem, là tại sao vậy, vì mình muốn hướng tới cho anh em một cái gì đó chơi nó an toàn và lợi nhuận nó cũng ok ấy, thì hoặc là dễ dàng hơn là so với việc các bạn ngồi canh sự nhấp nhô này. Ok, thì có rất, thêm tiện thể thì mình thêm trả lời thêm cho bạn câu hỏi nữa, đó là làm thế nào để mà mua bán, anh mua bán ở trên sàn nào. Thì thực ra là có rất nhiều sàn, nhưng mà thôi tốt nhất là các bạn mới chơi ấy, thì dùng luôn thẳng ví Bayer. Ví dụ nha, mình ở đây có 223 đô la và ở đây có 11.000 ruble. Thì các bạn thế này, các bạn vào phần trên này, ở góc này, đây nha, khuyên là phần trên này, đây các bạn có thể nhìn thấy đây, bạn có thể mua Bitcoin, cái gì đây, 4.000 này. Đấy, thì ở thời điểm Bitcoin nó xuống thì các bạn có thể mua, bạn có thể mua Bitcoin trên BUSD hoặc Ruble đây. Thường thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm miễn phí ở đô la và Ruble đúng không? Anh em có thể là thực hiện sử dụng luôn cái ví này để các bạn có thể mua Bitcoin vào. Ví dụ như Bitcoin nó xuống thì các bạn mua vào, và khi nào Bitcoin nó ra thì các bạn có thể, Bitcoin nó cao lên thì các bạn có thể bán ra để đổi thành đô đúng không? Thì sau đó thì chờ nó xuống thì chúng ta lại mua vào để ăn chênh cái lợi nhuận. Ăn chênh cái đô la. Cái này là thuộc về thiên các bạn chuyên giao dịch thì các bạn phải nắm vững, chứ mình chỉ nói sơ qua thôi. Cái đấy thì các bạn phải học nhiều lắm thì mình mới thể gửi lên gửi xuống được. Đây bạn có thể mua đây, đề bài này, ví dụ như bạn mua một Bitcoin thì bạn cần, và đây là 4.000 đô đúng không, bạn mua 0.01 thì bạn cần 40 đô đúng không, 0.1 thì các bạn cần 400 đô đúng không? Đấy là kiểu như vậy. Thì ở trong này các bạn có thể dùng luôn. Và lưu ý là phí là 0.25%. Các bạn phải tính luôn cả cái phần này nữa, bởi vì nếu như mà nó cứ lên xuống như thế này thì cái phí các bạn mua càng nhiều ấy, thì bạn phải trả cái phí cho cái ví này nó càng cao. Thế ra anh em phải lưu ý cả tiền phí này nữa để cộng vào. Thực ra khi mình nói cái phần phí này ấy, rất nhiều bạn chửi, mà cái phần chính ấy chả nói, sao cứ nói phần phí. Thực ra ấy, phần chính thì anh em rất hay quan tâm đến phần chính, nhưng cái phần nhỏ này, cái phần 0.25% này thì các bạn lại không quan tâm. Nên là mình mới nhắc lại là các bạn cần phải quan tâm cái phần cả cái phần nhỏ nữa, chứ đừng có chỉ nhăm nhăm vào cái lớn. Bởi vì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn ít tiền chơi, chứ không phải là mình hướng dẫn cho các bạn nhiều tiền chơi. Mấy ông nhiều tiền thì ông ném tiền thì tôi không nói rồi đúng không? Các ông nhiều tiền thì chắc là các ông chả bao giờ thèm nghe tôi đâu. Ở đây là tôi hướng dẫn cho các bạn ít tiền chơi thì các bạn cần phải để ý cái khoản này nữa, để cho mà nó tính toán cho anh em vẻ hợp lý đúng không? Thì ở thời điểm nào nó 4.000 như rồi thì các bạn chắc chắn là cũng không nên mua vào. Thì các bạn đây, thì nếu như các bạn không có tiền mà không có Bitcoin thì các bạn có thể kiếm Ruble trên kênh của mình, nó rất nhiều đó. Các bạn có thể về kênh của mình xem, đây hoặc là xem mấy video này, kênh của mình cũng được giải trí ở đây. Thì ở trên kênh của mình nó có rất nhiều là cho các bạn để kiếm, một phần video này kiếm Ruble miễn phí á, playlist này nó có rất nhiều. Và cuối tuần mình luôn luôn, đây Ruble này, mình cuối tuần mình luôn luôn có những clip rút tiền cho anh em, là có nhiều quét á, nhiều quét để cho anh em lựa chọn kiếm Ruble miễn phí. Sau khi Ruble miễn phí rồi, bạn đã có tiền Ruble đây rồi đúng không? Sau khi có tiền rồi, các bạn vào phần trên này các bạn thể mua Bitcoin. Nhưng mà một điều nữa mà các bạn cần phải lưu ý, chắc là đến phần này thì nhiều bạn tắt video rồi, nhưng mà ai tắt video thì người thiệt thôi. Thì có nghĩa là điều bạn lưu ý nhé, các bạn không nên sử dụng cái Bitcoin ở trong cái ví Bayer này. Theo lời khuyên của mình thôi, còn tùy các bạn, bạn có thể sử dụng, có thể thôi, có thể dùng nhé, đấy là ý của các bạn thôi. Còn về phía cá nhân mình nhé, lời khuyên của mình là các bạn không nên sử dụng cái Bitcoin ở trong cái ví Bayer này tạo cái phần giao dịch. Tại sao? Bởi vì khi các bạn giao dịch bằng cái bạn sử dụng Bitcoin này, cái phí của nó rất là tương đối là lớn. Đâm ra mình không muốn đây cộng phần trăm rồi 0.01 Bitcoin, cái phí tương đối là lớn. Đâm ra các bạn đừng sử dụng cái ví cái ví này mà giao dịch Bitcoin nhé. Có nghĩa là bạn chuyển Bitcoin vào đây, hoặc là bạn rút Bitcoin ra, hoặc là đi đâu đó, mà là nó chỉ chữ ở đây thôi. Nếu như các bạn xác định theo kiểu trên như thế, có nghĩa là trên Bitcoin hoặc là trên ETH đó, đúng không? Ví dụ ở đây mình có 0.0085 ETH, bạn trên Bitcoin hoặc là trên ETH chẳng hạn, thì các bạn ví dụ như là bây giờ mình bảo là ôm ETH đi, thì các bạn
chuyển hết ruble này và bạn ôm ETH vào, sau đó thì đến giai đoạn thì bạn xả ETH ra, thì bạn xả ETH ra thì thành ruble. Thì bạn, nếu như bạn muốn rút ra thành tiền Việt Nam thì bạn dùng đồng ruble này mà rút thành tiền Việt Nam, nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với việc các bạn mà sử dụng cái ETH hay là Bitcoin. Ok, nhớ nhá, nhớ đấy, cái này là cái mà các bạn cần phải lưu ý, chứ đừng có mà đâm đầu mà rút Bitcoin hay rút ETH ra thẳng về ví khác ấy, thì chỉ nó là chỉ là thiệt thôi. Bởi vì cái ví này, cái ví BR này nó đang hỗ trợ cái thằng Nga, bạn hiểu không? Đâm ra các bạn phải chơi như vậy, chúng ta có kỹ thuật chơi thế mới là tốt, chứ còn nhiều anh em là cứ thế mà dùng ví Bitcoin và anh ơi em ngu quá em chuyển Bitcoin thế này em thế đó. Ok tôi thì bây giờ thì biết rồi nhá, các bạn phải nhớ vậy. Thì ok, chúc các bạn giao dịch thành công với việc là kiếm tiền ảo nữa cơ. Các bạn đừng coi thường cái chỗ khoản này nhá, cái này cũng là khiến cho các bạn kiếm được một lượng tiền tương đối là lớn đấy, nếu như các bạn có cái cách chơi khôn ngoan. Thực ra cái này các bạn phải nắm vững kỹ thuật cơ, còn lời khuyên thì ở một video này không có lời khuyên gì đâu. Nó các bạn phải học thật nhiều thì các bạn mới giao dịch thành công được, thậm chí là các bạn phải thực hành thật nhiều thì các bạn mới giao dịch thành công, phải kiếm được lời thật nhiều nữa cơ. Mà thêm nữa là nó cũng giống như cổ phiếu ấy, nhiều khi chúng ta cần phải may mắn nữa cơ, bởi vì thị trường Bitcoin hay thị trường tiền ảo này nó toàn thế giới, nó không phải vỏn vẹn ở Việt Nam đâu. Chúng ta phải đương đầu với những tất cả các nước trên thế giới đương đầu, chứ không phải là chỉ vỏn vẹn mấy thằng Việt Nam chơi với nhau thôi, không có chuyện đấy đâu, nhớ nhá. Ok, cảm nghĩ sao của các bạn thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Theo các bạn thì giá ETH sẽ tầm bao nhiêu thì anh em có thể ôm được, và Bitcoin có chiều hướng giảm xuống không, và giảm xuống là tầm bao nhiêu thì anh em có thể ôm được. Các bạn có thể đưa ra lời dự đoán, chứ còn về chính xác thì mình đương nhiên mình không thể nói là chính xác được. Thực ra các bạn có thể đưa lời dự đoán và đánh giá sao về Bitcoin ETH để cho tất cả mọi người cùng tham khảo, để mà có đưa ra được cho mọi người cùng tham khảo thì chúng ta cứ đưa ra ý kiến đi, sai không sao mà, mọi người có thể tham khảo mà, quyết định là do người mua chứ không phải bạn đâu, bạn có quyền đưa ra ý kiến của cá nhân của bạn mà, đúng không? Đúng kiểu như là cô giáo hỏi em ơi thế này thì em giơ tay phát biểu bình thường mà, sai thì thôi đi học mà. Ok, cảm ơn tất cả bạn.